Tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi 6. Một tân kim thân Phật trở về Phật giới mà có khối công đức vô lượng thì tân kim thân Phật này sẽ được ngự ở đâu trong các tầng hoặc các vùng ở Phật giới? Nghi lễ tiếp đón vị tân kim thân Phật có công đức vô lượng này tại nơi Phật giới được tổ chức như thế nào? Ở đâu? thành phần tham dự có những ai? Vì sao? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi tiếp theo của cô Phùng Thị Tuyết Thơm. Kim thân Phật có công đức vô lượng thì được chọn các nơi như sau. Một á, là phải được chọn tranh chức Phật Quay Âm Dương. Hai là chọn tranh chức trưởng các ban trong hệ thống Phật Quay Âm Dương. Và cái thứ ba đó là chọn đi làm thầy dạy đạo giải thoát ở các nước trời cực lạc trong hệ mặt trời. Còn đối với kim thân Phật có công đức nhiều thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng Đại Thiên Phật Giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình để mình có hạt công đức. Còn đối với kim thân Phật có công đức vừa thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng trung thiên Phật giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức để mình có hạt công đức. Còn trường hợp kim thân Phật có công đức ít thì được chọn các nơi như sau. Chọn vào các trái đất ở vùng tiểu thiên Phật giới để giúp các kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức hoặc làm việc trong các ban của phật quay âm dương để mình có hạt công đức câu hỏi này rất hay xin mời cô tuyết thơm hỏi tiếp